Giờ hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người một cái bài, một cái nhóm hàng, cái lốp hơi xe ô tô. Ở đây các bạn đã nhập mặt hàng này chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ công việc của anh em mình là phải tìm hiểu thủ tục làm sao để nhập được khẩu cái lốp này. Nhiều khách hàng kêu là giờ nó muốn nhập cái lốp này đó, tư vấn thủ tục thuế. Mà bây giờ mình nghĩ xem cái lốp ô tô này là để làm gì nhỉ? Để gắn với cái xe ô tô đúng không? Mà cái xe ô tô thì cái cơ quan nào người ta sẽ quản lý nó nhỉ? Thì bên Bộ Giao thông Vận tải đúng không? Thì thường bây giờ mình hình dung ấy, ví dụ như là tất cả những cái nhóm hàng mà bên Bộ Giao thông Vận tải người ta quản lý thì quy trình thủ tục nó sẽ tương tự nhau. Ví dụ em nhập cái lốp xe hay là cái mâm xe thì nó cũng vậy. Mà bây giờ mình chưa biết thì mình sẽ lên Google mình hỏi là, nói chung hỏi Google trước là ví dụ thủ tục nhập khẩu vào xe ô tô đúng không? Thủ tục nhập khẩu vào xe ô tô, vào xe hay là ô tô hay là lốp xe thì cũng vậy. Thì tất cả những cái tư vấn ở trên này nó chỉ để mang tính tham khảo, có thằng nó biết đúng với thằng nó biết sai. Ví dụ mọi người để ý có những thằng nó biết là từ 2019 này, có những thằng 2020 đúng không, có những thằng sẽ là 2021. Thì thằng nào đúng thằng nào sai thì mình cứ mở 2-3 thằng thì mình coi, mình đọc. Thì thường thường những cái thằng mà nó trích dẫn được cái văn bản hay là cái thông tư nào đó thì chứng tỏ là nó biết. Còn những thằng nào biết mà không trích dẫn được ấy, thì cái độ tin cậy của nó không có cao đúng không? Thì bây giờ mình dừng dạo qua một vòng ở đây. Đơ luôn nào. Như nhìn như vậy này, hình là hình thực tế này, chứng tỏ thằng này là nói đó, nó biết. Còn hình này là hình trên mạng là độ chính xác nó không có cao. Thế đầu tiên mọi người thấy này, ở HS 4011 lốp cao su được chương 40 rồi. Nghĩa là sau này học cái phần giải cứu HS xong thì thường thường mọi người phải nhớ được cái tên chương. Tất nhiên nhớ hết thì không có được, nhưng mà cũng phải nhớ được sơ sơ. Ví dụ nhắc tới nhựa thì chương 39, hóa chất thì chỗ 28, 29 gì đó, cao su chương 40, gỗ thì chỗ 41, 42 hay là 44 gì đó, vải vóc từ 50 đến 60, rồi sắt thép 72, 73 đó. Thì nói chung là nhớ được cái tên chương. Thì khi mình nhìn thấy cái lốp này nó bằng cao su ấy, thì mình đoán được nó là ở chương 40. Còn 40 bao nhiêu thì ra nữa lại tính tiếp. Thế giờ đây là mới thoáng qua là mới thấy được một cái là chương 40 thôi. Rồi ví dụ thằng này là cô nhắc tới cái quy chuẩn Việt Nam 34/2011 của Bộ Giao thông Vận tải. Thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm cái đó. Lúc đầu mình mới mà mình chưa biết thì mình làm vậy thôi, anh cũng vậy chứ. Mọi người đều vậy. Rồi thử thằng khác cho nào. Cái thằng này ít ra là nó trích dẫn được cái thông tư đúng không? Thì mình cũng lại đọc cái thông tư đó. Thằng này nó cũng nhắc tới cái 34/2017 đúng không? Thực ra cái 34/2017 này nó nằm trong cái thông tư 41 này, 41/2018 này. Rồi mình xem qua một thằng khác nữa. Cái bài này có vẻ như từ 2018. 2018 thì lâu rồi, nhưng mà mình vẫn có thể tham khảo được mã HS nha. Là mọi người thấy nó là 4011. Thì bây giờ cái công việc của mình là sau khi một vòng ấy nha,
Mình dạo qua trên mạng xã hội thì mình thấy nó là 4011 đúng không? Còn thuế bao nhiêu thì chưa tính nha. Thuế bao nhiêu thì mình chưa có biết. Rồi cái văn bản hướng dẫn khúc này là khúc văn bản hướng dẫn là mình sẽ thấy cái thông tư 41/2018 thằng này cũ mình cho nó qua đi. Xíu nữa mình sẽ tải cái 41/2018 mình về mình đọc. Cái này là bước 1 thôi. Mọi người đọc cái này mọi người thấy nó cũng 41/2018 này, 28/2012 này. Thì thực ra mình đọc cái cuối cùng này thôi này, cái mới nhất này thôi này. Những cái này thì nó sẽ bổ sung cho những cái trước. Chứ nếu mà ăn rồi đọc hết 1, 2, 3, 4, 5 cái này thì biết bao nhiêu ngày. Thì xem qua thì thấy có bên trường pháp này là viết là khá là đầy đủ và chi tiết. Về công việc của mình bây giờ là mình sẽ đi đọc cái thằng 41/2010, cái thông tư 41 này, 41/2018, thì để tìm kiếm nó thì đơn giản mình copy bỏ lên Google rồi nó ra thôi. Thông thường mọi người lên cái trang thư viện pháp luật đó, mọi người chỉ cần đăng ký cái tài khoản đấy thôi, miễn phí thôi, không cần phải thanh toán tiền đâu, không phải trả phí. Nếu trả phí nó sẽ cho mọi người tải bản tiếng Anh, còn nếu mà không có phí thì tải bản tiếng Việt là ok rồi, mọi người đọc tiếng Việt thôi. Khi nào mọi người làm công ty nước ngoài mà sếp yêu cầu cái văn bản bằng tiếng Anh thì mới cần, còn nếu không có thì kệ nó. Bây giờ mình đọc nha, xem nó có cái gì để cho mình đọc. Thì ở đây nó có những cái ý chính. Ở đây mọi người đọc cái điều 3 này là nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Thì cái ô tô thì nó thuộc Bộ Giao thông Vận tải là đúng rồi. Thì ở đây nó nói là phụ lục 1, nghĩa là danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này áp dụng nguyên tắc sau. Nghĩa là nó nhắc tới phụ lục 1 thì ở đây nó cũng nhắc tới phụ lục 2 này. Nghĩa là có những cái mặt hàng nằm trong phụ lục 1 mà có những mặt hàng nằm trong phụ lục 2. Thế thì mình phải biết mặt hàng của mình nó nằm ở trong cái phụ lục nào để mình đọc, để mình tìm hiểu. Nó đọc nha. Nếu nằm trong phụ lục 1 thì là đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu thì phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi thông quan. Trước khi thông quan. Ở đây mọi người quan tâm với cụm từ trước khi thông quan. Nghĩa là đối với những cái mặt hàng mà nằm trong phụ lục 1 này thì mọi người phải có một cái giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận trong trường hợp này thì nó nói là phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia. Thực ra mọi người cũng đừng có để ý cái chữ là tiêu chuẩn hay là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mọi người chỉ cần biết là có một cái giấy chứng nhận do một cái tổ chức nào đó người ta cấp. Trong trường hợp này là bên trung tâm đăng kiểm người ta cấp.
rồi nộp cho hải quan thì hải quan mới thông quan, đúng là phải có cái giấy chứng nhận đó thì hải quan mới thông quan. Còn cái ý thứ hai là đối với sản phẩm hàng hóa lắp ráp trong nước thì mình không có sang lắp ráp trong nước thì mình bỏ qua nó đi, đừng cần đọc ý B, mất thời gian. Thì nếu mà có rảnh thì đọc thêm, thì ở đây nó cũng nói là ở trước khi đưa ra thị trường. Trong nước thì mình có nhập khẩu đâu mà trời ơi, mà quan tâm thông quan hay không thông quan. Nhớ nha. Rồi, ý thứ hai này là những cái thuộc phụ lục 2. Thì đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan. Ở đây nó có chữ là sau khi thông quan mà trước khi đưa ra thị trường. Còn cái này là cũng trong nước thì mọi người cũng không cần đọc. Vậy thì ở đây mình thấy là có hai nhóm hàng. Một là nhóm ở phụ lục 1 là phải có một cái giấy chứng nhận thì hải quan mới thông quan. Còn đối với nhóm 2 thì không cần có cái giấy chứng nhận đó. Nói là không cần giấy chứng nhận nhưng phải có giấy đăng ký. Thì là thông tư nó ban hành ra thì nó chỉ mang tính chất là hướng dẫn chung, chứ không có hướng dẫn chi tiết là phải có cái này, phải có cái kia. Nhưng bên anh làm nhiều thì anh biết, đúng là mình phải đăng ký trước khi đưa ra. Mình phải đăng ký trước khi làm thủ tục hải quan thì cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào đó để thông quan cho mình. Rồi đọc tiếp theo xem có cái gì. Nguyên tắc áp dụng đối với những cái sản phẩm mà thể hiện mã HS 4 số thì toàn bộ mã HS 8 số thuộc nhóm này. Cái chỗ này hiểu như sau. Ví dụ mình kéo xuống dưới, mình thấy có những cái mặt hàng nó có mã HS là 4 số đây. Thì thực tế trong biểu thuế, ngoài cái trong biểu thuế nó thể hiện 8 số hoặc là 10 số thì ở đây nó chỉ thể hiện 4 số thôi. Thì những cái mặt hàng còn lại, nghĩa là có cái chữ 8702 ở đầu là dính hết, còn không còn biết số đuôi nó là bao nhiêu nha mọi người. Cái ý là hiểu như vậy. Bây giờ mình mở biểu thuế xem 8702 này. Biểu thuế. Thì ở đây là 8702 là xe có động cơ chở 10 người trở lên. Thế thì trong cái 8702 là có 870210, trong cái 870210 là có thêm là 1010 sau là 1041. Tương tự như vậy, có 8702 bao nhiêu nữa? 1 cũng 1050. 8702 20. Thì tất cả những cái thằng 8702 này là nó đều nằm trong cái dòng hàng thứ hai này này. Thì khi mà nhập tất cả một mặt hàng nào đó trong cái 8702 này thì đều phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước. Thì tương tự 4 số thì ở đây 6 số cũng vậy. Nếu nó thể hiện 6 số thì những cái mã HS mà có chung cái nhóm 6 số này này đó, thì dính hết. Còn những cái nào mà nó chỉ đích danh 8 số thì chỉ có những cái 8 số này nó mới dính nha. Thì tương tự về 4 số thì 6 số giống ta giống 4 số nha, nó chỉ nhiều số đuôi hơn một xíu thôi. Thì khi mà mình làm xuất nhập khẩu thì mình phải đọc thông tư nghị định luật nhiều. Còn nếu bạn nào mà biếng thì không phù hợp với công việc này nha. Biếng thì làm giao nhận thì nó nhàn hạ hơn một xíu, nhàn hạ hơn, nó đỡ phải đọc hồ sơ giấy tờ ấy. Nhưng mà đi ra cảng thì nhiều khi mưa gió nắng nôi cũng vất vả. Mọi người ai thích công việc nào thì lựa chọn cho mình công việc phù hợp. Đúng là làm chứng từ thì phải chịu khó đọc thông tư nghị định.
Còn biếng đọc thì cũng làm được nhưng mà nó không có giỏi. Rồi cái hiệu lực thi hành thì nó từ 15 tháng 9 năm 2018 rồi. Bây giờ thì 2021 rồi nên là mình khỏi cần quan tâm đến cái hiệu lực của nó. Đó, bây giờ nãy giờ là tóm tắt. Nó có mấy ý chính, đúng không? Một là hàng hóa thuộc phụ lục 1, hai là thuộc phụ lục 2. Thì một cái là trước khi thông quan, một cái là sau khi thông quan. Còn đưa ra thị trường thì đương nhiên rồi, phải thông quan thì mới đưa ra thị trường. Nhưng mà luật nói vậy nhưng mà trên thực tế thì không phải vậy. Thực tế thì nhiều khi là mang về bảo quản cái là bán luôn rồi. Còn khi nào hải quan mà bắt thì tính tiếp nha. Việt Nam mình là vậy mà. Nhiều khi nhiều thằng nhiều nhiều công ty nhập chung một lô hàng trên một con tàu đó. Nhưng mà có thằng nào nó mạnh thì nó lấy ra được trước. Cái hàng về cái nó lấy liền. Còn những thằng nào yếu yếu thì lại 2 3 ngày sau mới lấy. Thế thì những cái thằng mà lấy được trước thì nó sẽ bán được giá cao hơn là những thằng lấy được sau nha. Bởi vậy anh có một ông khách hàng nhập sắt thép ấy, chấp nhận trả giá cao nhưng miễn sao là hàng về phải lấy liền. Thì cái đó là dành cho những người người ta kinh doanh, người ta quan tâm. Còn mình thì mình chỉ quan tâm làm sao để nhập được nó thôi. Rồi bây giờ bước tiếp theo mình phải tra cứu sang cái mã HS của mình. Trước khi mình tìm cái này này, mình tra cứu tiếp thì mình phải biết HS là bao nhiêu đúng không? 4011, bây giờ dò qua 4011 này, ấn Ctrl F gõ 4011 xem là nó ra cái gì. À 4011. Rồi. Hay có đúng không? Dòng số 6 với dòng 12 này. Là xe gắn máy, là xe gắn máy cũng dính, là xe Honda nó cũng dính nha. Còn cho nó nhỏ lại, xe ô tô đúng không? Mình đang đang tìm hiểu cái xe ô tô thì nó là cái dòng số 12 này, đánh dấu lại. Rồi giờ nghiên cứu tiếp. Giờ đây có 4011 là 1000 và 20. Mở biểu thuế coi 4011 10. À, cái trường hợp là trường hợp ngoại lệ. Bình thường thì thuế nó là 25% nhưng mà sang cái chương 98 là 4 là còn có 0% thôi. Nhưng mà mình áp cái 0% này hải quan không chấp nhận đâu nha. Cái chương 98 này nó hơi đặc biệt nên là thuế mà tăng ấy thì hải quan là auto áp. Còn thuế mà giảm ấy thì khó lắm. Xảy ra trong vậy. Nên là mình đừng có quan tâm đến chương 98 vội, mình quan tâm là 40 trước đi ha. Tại vì cái đó anh còn cái hải quan còn khó thì có giải thích cho mọi người nó cũng khó lắm. Thì ở đây mọi người thấy 401110 là lốp loại bơm hơi bằng cao su chưa qua sử dụng. Chú ý phải là chưa qua sử dụng nhé. Còn nếu mà đã qua sử dụng ấy, thì là lại cấm nhập. Cấm nhập tất nhiên là muốn nhập thì phải xin giấy phép. Vậy ở đây là sử dụng cho ô tô con. Vậy cái lốp của mình ấy là dùng cho ô tô con. Còn nếu như mấy cái người mà dùng cho ô tô khách, xe buýt đó, hoặc là ô tô chở hàng thì nó khác đúng không? Mà của mình là dành cho ô tô con. Mã ADS 4011 1000 thuế nhập khẩu ưu đãi 25%. Ghi chú đây này. 4011 1000 thuế nhập khẩu ưu đãi 25%. Rồi VAT đúng không?
VAT thì không cần coi cũng biết mặt hàng này là 10% rồi. Chỉ có những cái mặt hàng nào mà nó làm trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông sản, lâm sản thì nó mới không hoặc 5% thôi. Nên là mọi người có coi nó cũng 10% mà. Vậy nhập từ lô hàng này mình nhập từ đâu? Indo nha mọi người. Muốn biết nhập từ đâu thì mình coi cái CO của nó là Indo, là ví dụ. Cái này là do Indonesia cấp. Nhưng mà nhiều khi Indonesia cấp nhưng mà chưa chắc nó đã phải là Indo đâu. Trong trường hợp này thì nó là CO hai bên, không phải giáp lưng. Cái này lộn, không phải là CO giáp lưng thì nó vẫn là Indo này. Vậy nhập từ Indonesia thì có thể là dùng CO mẫu D, có thể thôi. Còn mình dùng được rất là nhiều mẫu đấy mọi người. Mẫu E cũng được nhé, AK, AG, A, Z cũng đều được. Tại vì có chữ A là ASEAN rồi. ASEAN thì Indonesia là thuộc ASEAN. Nhưng mà đa số là những mặt hàng có CO mẫu D, form D này này thì thuế nó được ưu đãi nhiều hơn, nên là người ta hay dùng CO form D. Còn dùng form E vẫn được chứ mà không được nhé. Nhưng form E thì thuế nó còn cao hơn. Vậy CO form D trong trường hợp này thuế bao nhiêu phần trăm? Thì mình lại mở cái biểu thuế có cái CO form D ra mình coi. Thì một số bạn thì hay dùng cái biểu thuế file Excel, thì thực ra nó không có sai, nhưng mà mọi người chỉ dùng khi mà mọi người đọc cái điều 3, điều 4 ở đây trước rồi. Ở đây có điều 3 này, thì nó có những cái cột ký hiệu nghĩa là cái gì, điều 4 là điều kiện áp dụng nghĩa là gì. Thì cái này anh nói nhiều rồi thì anh chỉ nhắc vậy thôi, bạn nào quên thì phải đọc lại. Rồi mình kiếm tới 4011 đúng không? Cái file này nó file ảnh nên là anh không tìm kiếm được. Cái file kia của anh đi kiếm được. Thì ở đây 4011 mọi người nhìn thấy là năm nào thì nó cũng 0%, đúng không? Khi nào hết năm 2022 ấy, qua năm 2023 thì lại ban hành thêm một cái biểu thuế mới. Thì lúc đó mình tính tiếp. Mình tính ở thời điểm hiện tại là 5 năm từ 2018 cho đến 19, 20, 21, 22 nó đều 0%. Vậy trong trường hợp này là 0% đúng không? 0% là với điều kiện là phải có cái form D nha mọi người, chứ không phải là tự nhiên mà nó 0%. Chú ý, nghĩa là muốn áp dụng cái biểu thuế này thì phải có cái form D. Nhớ nha. Mấy bạn coi biểu thuế file Excel không biết cột ví dụ ACF, TA là gì, Antiga là gì đúng không? Thì chú ý những cái cột đó đồng nghĩa với một cái CO tương ứng. Thì cái CO đó là nó nằm ở những cái biểu thuế này này. Mấy anh hải quan kia là chẳng qua là thống kê lại thôi. Thì bởi vậy nó có nhiều bạn xem cái biểu thuế file Excel không có hiểu, nên là anh mới nói mọi người là phải đọc tối thiểu đọc vào cái điều 3, điều 4 trong cái biểu thuế. Cái này thì mới là biểu thuế, cái file Excel không phải là biểu thuế đâu nhé. Nghĩa là biểu thuế nhái lại, nó có thể đúng, nó có thể sai. Thì mọi người quen cái nào thì dùng cái đó, anh không bao giờ anh dùng nặng máy. Vì mọi người đọc, vì mọi người dùng biểu thuế file Excel nên mọi người không biết là nó phải có mẫu D này. Ví dụ đây nó phải có mẫu D này. Rồi mọi người không biết là cái dấu sao này nghĩa là cái gì, rồi cái cột mã hàng này nghĩa là gì. Vậy bây giờ mình tính được tên hàng, xuất xứ của này là Indo đúng không? Rồi HS thuế. Như vậy là mình nắm được tới đây, mình nắm được 50% rồi đó.
Giờ công việc của mình là đi kiếm xem nó nằm ở phụ lục mấy đúng không? Công việc tiếp theo mình là coi xem nó nằm ở phụ lục mấy. Phụ lục mấy? Một hay hai á, đúng không? Trong thông tư này này, 4011, 1000 thì nó đây là dòng thứ 12 đúng không? Dòng thứ 12 nhiều thế là cái này nằm ở phụ lục 2 đúng không? Vậy phụ lục 2 là làm cái gì nữa không? Là phụ lục 2 nghĩa là sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường. Nhớ phụ lục 2, nhớ cụm từ này thôi. Nghi chú ở đây là thuộc phụ lục 2, có nghĩa là sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường. Vậy tới đây thì công đoạn tiếp theo của mình là phải làm cái gì đúng không? Lúc này thì mình phải liên hệ với cái trung tâm đăng kiểm, tại mình liên quan đến bộ giao thông thì mình cứ liên hệ đăng kiểm. Mình ở đâu thì mình liên hệ ở đó. Bây giờ Hồ Chí Minh thì mình liên hệ trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm mấy anh không nhớ, nhân kiểm 223 ở chỗ đường bên chỗ Bình Thành. Thì mình không biết thì mình search Google một cái nó sẽ ra. Nhưng mình tới đây thôi chưa có được. Tìm tiếp là 4011 này. Ở đây mọi người nhìn thấy, ví dụ mặt hàng lốp hơi xe ô tô có mã HS 4011 1000, nó lại trích dẫn hai cái văn bản là quy chuẩn Việt Nam 34/2017 Bộ Giao thông Vận tải và 31/2017 cái thông tư 31/2017. Vậy là tới đây là công việc của mình phải đọc hai cái thằng này, tại vì cái thằng này này là cái thằng mà nó sẽ hướng dẫn chi tiết, nghĩa là nó sẽ nói cho mình biết là cái lốp như thế nào thì nó nằm trong đó, mà cái lốp như thế nào thì nó nằm ngoài. Sau này mọi người sẽ gặp những trường hợp là nó có cùng tên hàng, nó có cùng HS nhưng mà nó lại không nằm trong cái này. Và khi mọi người đi làm thủ tục hải quan ấy, thì hải quan nói ơi em ơi mặt hàng của em 401120 hoặc là 4011 1000, đây nó nằm trong dòng thứ 12 đây này của Bộ Giao thông Vận tải thông tư 41/2018, về liên hệ trung tâm đăng kiểm đăng ký đăng kiểm đi rồi xuống đây anh làm cho, đúng không? Có nhiều người gặp như vậy, đi làm 10, 20 năm, 30 năm nó cũng dính à. Thường thường những người 20, 30 năm thì người ta lại càng ít đọc, anh nói thật. Tại vì ở cái tầng lứa tuổi đó thì thường thường người ta làm lâu năm rồi, người ta làm theo thói quen. Nên là người ta không có đọc kỹ, nó là bình thường. Nhưng mà mình thì mình phải đọc kỹ. Vậy muốn biết là hải quan nói đúng hay sai thì mở cái đi ra đọc. Lan anh ví dụ cho. Thì mở cái đi ra đọc này. Là kiếm tiếp đúng không? Ở đây xem có cái nào liên quan không? Thôi không biết có hay không thì mình cứ tìm kiếm thôi cái. Anh chưa từng đọc cái này nhưng mà anh biết là nó có. Thì công việc của mình là tải cái này về đọc tiếp nha mọi người. Bởi vậy lần đầu tiên ấy mà nhập một mặt hàng ấy
nó vất vả lắm chứ nó không có phải là ngon lành cái nào nó có sẵn trong một đĩa ăn đâu nha, ở đâu ra có cho mọi người mà có sẵn rồi. Người đọc tiếp. Xem ở đây nó có cái gì chính. Nhưng vì là anh đọc nhiều loại văn bản tương tự vậy rồi nên anh biết. Thường thường ấy, mọi người ưu tiên cái chữ là đối tượng áp dụng hoặc là phạm vi điều chỉnh. Trong những cái văn bản nào cũng có cụm từ này, nên đặc biệt là chú ý. Nhiều khi nó nói là không áp dụng đối với hàng quá cảnh hay là gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất. Đó. Nên là ví dụ mọi người nhập kinh doanh thì nó bị, nhưng mọi người nhập gia công, sản xuất xuất khẩu hay là nhập quá cảnh thì nó không có bị. Nên là khi đọc một cái văn bản này phải chú ý, cái này là cái chính. Khi nào nó nằm ở trong cái đám cái chính này rồi này, nghĩa là mình biết là mình thuộc đối tượng của nó rồi này thì mình mới đọc tiếp. Còn nếu mình mà không phải thì thôi bỏ qua. Rồi, đọc này, phạm vi điều chỉnh. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại lốp hơi mới. Sau đây gọi tắt là lốp, dùng cho các kiểu loại ô tô, rơ móc và semi rơ móc được định nghĩa theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 6211. Nó sẽ trừ này, mọi người thấy không? Trừ các loại sau. Các loại lốp dùng cho ô tô có tốc độ dưới 6 km/h và trên 300 km/h. Các loại lốp dùng cho ô tô đua thể thao. Vậy là khi mà mọi người nhập khẩu thì mọi người phải biết là nó dành cho ô tô tốc độ bao nhiêu, đúng không? Thế thì có cái ô tô nằm dưới 60 km/h không mọi người? Có không nhỉ? Chắc không có. Và các loại là dùng cho ô tô đua thể thao. Thì tất nhiên là khi mình nói là mình phải chứng minh được là mình dành cho cái ô tô đua thể thao, phải khai rõ như vậy và mình phải chứng minh được, chứ không phải mình thích nói thì nói. Giờ ví dụ mình kêu tôi nhập cho ô tô đua thể thao, đâu có được chứng minh được, làm sao để biết đua thể thao? Thì của mình là ô tô con chắc chắn là phải trên 60 và dưới 300 rồi, chứ không cái ô tô con nào mà nó chỉ chạy được dưới 60 hết đâu. Thì cái đây là cái ý chính đó, mọi người phải chú ý cái chỗ anh tô đọc đó. Rồi sau đó thì mình mới đi đọc tiếp những cái thứ này, nhưng mà những cái thứ này này thì mình với hải quan cũng chả có quan tâm. Thực ra anh đọc một cái thông tư này, cái này đây như 31 trang đúng không, 31 trang, nhưng mà anh chỉ đọc hai trang này. Anh chỉ đọc một cái này này, anh biết là ở của anh nó nằm ở đây rồi thì thôi anh không đọc nữa. Tại vì mọi người đọc nữa thì cũng chả có liên quan gì, mà mình có đọc mình cũng chả hiểu. Mà hiểu cái này cũng không để làm gì, hiểu không? Cái này là để dành cho mấy cái trung tâm đăng kiểm mà người ta ra cái chứng nhận hợp quy cho mình đó, người ta đọc. Còn mình chỉ quan tâm là nó có thuộc phạm vi điều chỉnh của cái này hay không thôi. Thế giờ anh ví dụ này, cái mâm xe. Lớp trước là anh hướng dẫn cái mâm xe, đúng không? Mâm xe là cái hợp kim này này, trắng trắng này. Nó cũng có tên trong đây, mâm xe. Nhưng mà cái quy chuẩn của nó thì nó lại nói là trừ
nghĩa là nó chỉ áp dụng đối với những cái loại mà bằng nhôm hợp kim. Và những cái loại mà không phải hợp kim thì nó không dính. Nghĩa là nó cùng cái tên như vậy, nó cùng cái mã HF như vậy, nhưng mà cái thành phần của nó khác. Nghĩa là nó được nằm trong cái phần loại trừ này, này là trừ các loại này đó. Thế thì câu lần này có ông anh, ông cũng làm mấy chục năm rồi, 20 năm, có hơn 20 năm ấy. Ông cũng bị hải quan phát, thì mấy ông đó thì lại hỏi anh thôi, kêu là nói với hải quan là cái này nó không phải là hợp kim, nó là nhôm thôi, nên nó không có dính. Thế thì lúc này thì một là hải quan cho đi phân tích phân loại trình cầu giám định, hai là hải quan thân thiết thì thông quan, ba xui xui đi chuyển kiếm mới thôi. Cái chuyện hải quan người ta cũng như mình, có người biết người không thì mình cũng vậy, có người biết người không. Trong khi là hàng hóa xuất nhập khẩu nó hàng trăm hàng nghìn loại, sao biết hết được. Mình làm về thằng nào thì mình chuyên về thằng đó thì mình phải đọc kỹ nó, chứ còn nếu không làm thì thôi đọc làm gì, đúng không? Mấy bạn đọc một cái thông tư thôi là nhìn thấy chữ thôi mọi người đã chán rồi thì nói chi đến mọi người đọc. Thế trong số ở đây bao nhiêu bạn đọc được bao nhiêu cái thông tư rồi? 10 11 bạn. Các bạn đã đọc xong một cái thông tư nào chưa? 38/2015 cộng 39/2018 văn bản hợp nhất và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, hai cái đó quan trọng nhất. Có ai đọc hết chưa? Chưa đúng không? Giờ nó có hàng trăm cái mà nó có hai cái mình còn chưa đọc thì làm sao mình đọc được hàng trăm cái? Thì bạn Phương nói là đọc cái cần đọc thôi, thì đó hai cái đó là hai cái cần đọc đó. Tối thiểu là phải đọc hai cái đó à? Đọc cái xử phạt để cho mình biết là mình khai sai thì mình sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, đúng không? Đọc xong hoảng sợ quá, sợ thật chứ gì? Tại mọi người chưa bị phạt nên là mọi người chưa sợ. Có nhiều công ty bắt đấy á, bắt mọi người sai mọi người phải chịu á. Rồi có khi lương của mọi người một tháng không đủ cho một cái sơ suất đâu. Nên anh hay kể đây là có nhiều bạn đấy kiểm tra sơ không kỹ, bị hải quan bắt, rồi tăng thuế mấy chục triệu, khách hàng không chịu trả, công ty thì kêu là trừ lương mỗi tháng 1,5 triệu đó, làm 3 năm đúng không, 36 tháng mỗi tháng 1,5 triệu thì mới đủ chứ. Thế anh hỏi thế sao không nghỉ, thì kêu sơ công ty kiện mới mà. Mấy ra chơi như tụi em bây giờ tao ngủ kiện ra báo công an bắt sờ chứ gì, già cũng sờ công an bắt cho nó chỉ là trẻ mới. Bởi vậy nên là mình phải đọc để mình biết là cái lỗi nào là nó nặng, nên là khi mình gặp là mình thấy cái lỗi này là nó phạt nặng nên mình phải chú ý. Còn mà cái nhẹ thì nó chỉ phạt 500 triệu thì kệ nó. Tất cả mọi người muốn giỏi thì phải đọc nha. Anh có đọc thì anh cũng chỉ tóm tắt mấy cái ý chính mà anh thường gặp thôi. Nhưng mà người phải làm sao, mọi người phải giỏi hơn, đúng không? Chứ nếu bằng anh thì không đạt yêu cầu rồi. Làm sao giỏi hơn anh thì nó mới đạt yêu cầu. Vậy bây giờ là của mình nó nằm trong cái này nhé, thì thôi không cần đọc nữa. Mà nếu như nó không nằm trong cái này thì thôi cũng không cần đọc nữa. Nhưng mà mình phải đọc để mình biết nó nằm trong hay nằm ngoài cái quy chuẩn này. Ví dụ nó nằm ngoài thì mình không cần phải làm gì hết, còn nếu nó nằm trong thì làm tiếp theo, bước tiếp theo. Là nằm trong đây đúng không? Ghi chú nằm trong cái này rồi, nó cũng nằm trong cái này luôn ha.
nghĩa là nó nằm trong cái phụ lục này rồi, phụ lục 2 này rồi, nhưng mà nó phải cũng phải nằm trong cái quy chuẩn này nữa, nên mọi người chú ý. Còn cái thông tư kế bên không cần đọc, lúc nãy anh có nói là có một cái thông tư kế bên đúng không, thì đến lúc này thì không cần đọc, đọc cũng được không đọc cũng được, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của anh thì không cần đọc. Ở đây hồi nãy anh có nói là mình đọc cái ba quy chuẩn này đúng không, đầu tiên mình xác định được mã HS, được tên hàng và HS, thì mình phải xác định nó nằm trong phụ lục 2. Trong phụ lục 2 này là cái nhắc tới hai cái quy chuẩn Việt Nam này và cái thông tư này. Thực ra thông tư thì mọi người đọc cũng không có gì đâu, anh đọc rồi, đọc xong không hiểu nên khỏi cần đọc. Đọc cái này nha, đọc phần đối tượng áp dụng, nó không nằm trong cái này thì nghĩa là mình không cần phải đăng ký với trung tâm đăng kiểm, còn nếu nó nằm trong này thì phải đăng ký đó. Kinh nghiệm đọc là chỉ bao nhiêu thôi, không cần đọc nhiều, đọc bấy nhiêu là đủ. Thì đó là cái lý do mọi người phải đọc nhanh một cái thông tư. Đó, nãy giờ anh đọc thêm hai cái thông tư rồi đó, một cái thông tư 41 này này và một cái quy chuẩn 84/2017 rồi đó, đúng không? Đọc quả siêu 15 phút xong hai cái thông tư, anh đâu có yêu cầu mọi người đọc hết cái này. Trong cái thông tư này anh chỉ yêu cầu mọi người đọc cái chỗ này thôi này, phụ lục 1, phụ lục 2 này thôi này. Đọc vậy thì mới đọc được. Nếu mà để ngồi để mò đọc từ hết đến cái chỗ này này, thế thì cứ mặc cả tuần cũng chưa buồn xong. Tại vì một tuần không xong, tại vì mình đọc xíu mình chán, mình không đọc nữa, dục đó, cuối tuần đọc tiếp. Nhớ phải biết ý chính, cái chỗ nào là cái chỗ chính cần đọc, chứ không phải đọc miên man. Đọc như vậy thì để mà mọi người phát hiện được ra cái chỗ nào là chỗ chính thì mọi người phải đọc nhiều thì mọi người mới có kinh nghiệm, đúng không? Chẳng qua là anh đọc nhiều anh biết nó nằm ở chỗ đó thì anh mới đi đọc những cái đó, chứ nếu mà anh đọc ít hoặc anh chưa đọc thì anh cũng đâu có biết đường mà anh chỉ cho mọi người. Thì có nhiều người mà làm mấy chục năm đó nhưng mà không đọc thì cũng không biết. Giờ hải quan bảo nó nằm trong phụ lục đó đó, đúng không? Thế là đi hỏi. Rồi bây giờ tiếp theo, công việc là liên hệ cái trung tâm đăng kiểm này để đăng ký, liên hệ trung tâm đăng kiểm để đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước hàng này, hàng nhập khẩu chứ không phải hàng sản xuất trong nước. Vừa nãy là trong cái thông tư này nó có nói đến hai ý, một là hàng nhập khẩu, hai là hàng sản xuất trong nước, đúng không? Ở đây là mình hàng nhập khẩu nha. Khi mình đi hỏi thì mình cũng phải nói là em có nhập khẩu lô hàng, chứ đừng nói là em có lô hàng giờ lô hàng nhập khẩu hay lô hàng sản xuất trong nước. Thì cái này khúc này thì bên anh làm nhiều rồi anh biết. Công việc của mọi người là điền một cái form này. Thực ra cái form này á thì rất là nhiều mặt hàng nó chung cái form này, nó chung nhưng nó chỉ giống 98% thôi. Còn cái khúc này này đó, riêng cái khúc này thì mỗi một cơ quan ấy thì họ lại sửa thêm cái tên của cái trung tâm của họ, hiểu không? Nên là khi mà mọi người liên hệ là mọi người xin cái mẫu của người ta, của cái trung tâm đó. Còn tất nhiên là mọi người tải cái mẫu này về ở trên mạng về cũng được, mọi người điền, mọi người mang đi nộp thì người ta lại kêu ra về sửa lại, mất công. Mặc dù là nó giống nhau hết các phần trên đó, cái mẫu này là mẫu nhà nước quy định, nhưng mà cái trung tâm người ta cải biến một xíu, thì chúng ta là ở đâu Âu đó phải liên hệ ở đó để mà lấy cái mẫu này, nếu không thì lại mất công. Cái phiếu tiếp nhận hồ sơ này thì thực ra thì cũng ít, ngày xưa thì hay dùng cái phiếu này để mà lỡ mình có mất thì mình nói là mình đã tiếp nhận rồi, nhưng mà giờ thì rất ít cơ quan người ta, khi người ta tiếp nhận rất ít khi mà người ta trả cho mình cái phiếu này.
có nhưng không không có nhưng nó ít. Này giống như kiểu một cái biên bản bàn giao thôi, giống như là tôi bàn giao cho anh một cái bộ hồ sơ đó, để mà mai mốt mà anh có làm mất thì tôi còn có bằng chứng là tôi đã giao cho các anh. Vậy thì cái thông tin này thì nó rất là dễ đúng không? Ví dụ mà cái mẫu nó có sẵn rồi, cái người gửi ai thì là cục đăng kiểm Việt Nam. Rồi công ty mình tới công ty gì, điền vào đây. Địa chỉ ở đâu, điền vào. Cái này anh điền sẵn rồi anh xóa, kiểu cái này là của khách hàng nên anh xóa đi. Rồi tên hàng, lốp hơi, hiệu gì ghi vào. Mấy cái đặc tính kỹ thuật này là trên hồ sơ nó sẽ thể hiện mấy cái thông số đó. Còn nó không thể hiện thì mình sẽ đi hỏi nó. Nó coi thử xem hồ sơ có thể hiện không. Anh đành biết làm nhưng mà anh đành ít làm nữa. Thường thường thì nó sẽ thể hiện trên cái invoice hoặc là hợp đồng. Thì ở đây nó chỉ có, trong trường hợp này là chỉ có một mặt hàng, nó có một cái ký mã hiệu này thôi. Thì ở đây mọi người muốn quan tâm thì cái ký mã hiệu như 205-65R16EP150 là cái gì thì ta biết thì cũng được, mà không biết cũng không có sao nha. Muốn biết thì lên Google search ký hiệu trong cái lốp xe ô tô thì nó sẽ có, vì cái này là nó cũng không có, nó không có ảnh hưởng tới quá trình mình khai báo hải quan, nên là cái ký hiệu này nó là cái gì thì anh không quan tâm, đúng là anh quăng hết ra mặt đây. Nó có ý nghĩa của nó đó chứ không có đâu, kể cả với cái số chứng minh nhân dân của mọi người nó cũng có ý nghĩa, thì huống chi là thì cái lốp xe này nó cũng vậy đúng không, nó đều có ký hiệu của nó đó, chẳng qua là mình không biết thôi. Nhưng mà anh đã đọc rồi, là anh hướng dẫn mọi người là mọi người muốn biết thì mọi người đọc, còn mọi người không biết thì mọi người cứ làm bình thường này vẫn cứ được, tại vì chả ai ta hỏi 205-65 là cái gì, giờ 16 là cái gì. Thì điền thông tin vào đây, tên, hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ nhà sản xuất, xuất xứ là Indo đúng không? Coi trên CO này coi. Rồi nhà sản xuất là thằng nào đúng không? Thì trong trường hợp này là trường hợp này có hai thằng nha mọi người. Thằng này là thằng xin CO này, thì nó là thằng sản xuất này. Vì đây là hóa đơn bên thứ ba, bên thứ ba cho là cái format này là hợp đồng ký với thằng nào? Hợp đồng này là ký với Singapore nha. Nghĩa là mình mua của Singapore, nhưng mà Singapore nó mua của Indo rồi nó bán cho mình, thì ở đây nó tích vào cái chữ third country, nghĩa là nước thứ ba đó, hóa đơn đó. Số lượng bao nhiêu cái về đâu thì về khi nào thì mình biết đúng không? Số lượng như trong invoice là 400 cái, mình biết là hàng nó về cảng Cát Lái tháng 11. Sao cái này là 2020, cái này là 2021. Rồi, địa chỉ tập kết hàng hóa là cái nơi mà mình sẽ mang cái công hàng này về. Cái chỗ này này, nếu mà mọi người mà đăng ký ở trên chi cục tiêu chuẩn đo lường ấy, mà mọi người để ở cái nơi khác Hồ Chí Minh ấy, là cũng hơi phiền nha mọi người. Ví dụ công ty ở Đồng Nai á, thì là trên đó sẽ yêu cầu là về Đồng Nai đăng ký, nên là cái chỗ này là phải để ở Hồ Chí Minh cho nó dễ. Số hợp đồng thì điền vào, số parking list cũng vậy, có nhiều điền vào. Mấy cái giấy chứng nhận này này chưa có thì bỏ qua, không cần điền.
Nghĩa là cái mục nào mà cần điền thì anh điền vào đây rồi, điền sẵn cho mọi người để mọi người tham khảo. Đó. Số invoice, số vận đơn là số cái bill điền vào. Tờ khai nhập khẩu, à cái chỗ tờ khai nhập khẩu này này, tùy chi cục. Có nơi cái yêu cầu là khai hải quan xong thì mới đăng ký. Có nơi thì là yêu cầu đăng ký xong mới khai hải quan. Nên là mình ở đâu thì mình hỏi ở đó. Nhưng mà cái giấy phép thì phải có trước, còn cái giấy đăng ký kiểm tra chất lượng thì có sau cũng được. Rồi giấy chứng nhận xuất xứ, số máy điền vào. Mới có cái giấy lưu hành này không có là thôi bỏ qua. Thông thường mà khi mà người tải cái mẫu này trong thông tư về thì nó không có cái phần này. Nó không có cái phần này này. Mà nó bỏ trống. Nó bỏ trống là để cho tùy cái cơ quan nào người ta áp dụng ấy, thì người ta ghi thêm vào. Mình search thử nhé. Thì ở đây mọi người thấy nó có nhiều cái giấy. Ví dụ đây, thì ở đây mọi người nhìn thấy này, nó cũng giống như nó y nhau đúng không? Nhưng mặt hàng khác nhau, cơ quan khác nhau đúng không? Cái này nó gửi cục viễn thông. Thế thì cái tiêu chuẩn của nó lúc này là 7189/2009 chứ không phải là cái của mình là 34/2017 Bộ Giao thông Vận tải. Cái form là form chung nha, chú ý cái form này là form chung. Nhờ mỗi một cơ quan người ta sẽ sửa lại chút xíu. Đây là ví dụ, đây điển hình. Thực ra bây giờ thì có Google rồi nên là làm cái gì nó cũng tiện. Không biết thì hỏi Google cái là nó ra tương đối nhiều. Ngày xưa dù 5-6 năm trước thì nó hơi hiếm. 5-6 năm trước lúc đó nó còn hạn chế. Sau này mọi người làm là nó khỏe rồi. Khỏe rồi thì theo lý thuyết thì mọi người phải giỏi chứ, đúng không? Chứ nếu mọi người mà chưa giỏi thì là mọi người đang biếng. Các cụ nói là cần cù bù thông minh. Mình chưa thông minh, mình cần cù. Đừng có ham chơi nha. Ham chơi thì 3 năm sau hay 5 năm sau, có khi 10 năm sau vẫn vậy, nó chỉ già đi thôi. Có thêm vợ, có thêm con thôi, có thêm chồng, có thêm con thôi. Tại sao mình để ý có những người 50 tuổi vẫn làm công nhân, đúng không? Tại sao có những bạn mới ra trường làm sếp? Đây hình ảnh thấy có mấy bạn mới này, sếp này, đúng không? Sếp cũng đi học nha mọi người. Trước mọi người, như khóa trước thì nhiều người làm sếp lắm đó. Mấy bạn Hà đây cũng sếp này. Nên là mình còn trẻ, mấy bạn mà chưa làm sếp ấy, hay là mới chuẩn bị đi làm ấy, thì phải chịu khó. Mình học thì mình biết thì nó sẽ thuận lợi cho công việc của mình thôi. Còn mình không học thì mình cũng làm được, nhưng mà mình không có giỏi bằng những cái đứa khác. Những đứa khác là giỏi hơn mình, nó lên nó làm sếp của mình. Đúng không? Vậy điền cái mẫu này có khó không mọi người? Điền thông tin vào đây nhỉ? Dễ. Liên hệ đăng kiểm. Rồi, điền mẫu. Điền thông tin vào mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước. Điền xong thì làm sao? Tùy theo số lượng là bao nhiêu bảng, đúng không? Nói chung là cái này phải 2 bảng nha.
Thì chỗ này thì hai bảng, nhưng mà chi cục tiêu chuẩn đo lường thì phải là ba bảng, nên là mỗi một cái chi cục ấy, thì nó lại hơi khác nhau một chút xíu. Nghĩa là mình điền thông tin vào cái mẫu này, được chưa? Khi mình in ra, mình in hai bảng kèm theo những cái hồ sơ mà nó liệt kê trong đây này, hồ sơ đây thôi, hợp đồng rồi parking list rồi vân đơn tờ khai CO hóa đơn đó. Cái giới đăng ký lên thì hai bản, còn những cái thứ còn lại thì một bản. Tại vì hai bản là làm sao? Hai bản là vì một bản trung tâm đăng kiểm lưu, rồi một bản nộp chung với hồ sơ hải quan. Hồ sơ hải quan nghĩa là mình phải có cái tờ giấy này, mình ký tên bên tay phải, trung tâm đăng kiểm, cục đăng kiểm ký bên tay trái, ký tên đóng dấu bên tay trái. Sau đó mình kẹp cái tờ giấy này nộp cho cơ quan hải quan, thì lúc này cơ quan hải quan sẽ thông quan. Giờ ví dụ cái tờ giấy đó này, cái tờ giấy đây, thì khi mà trung tâm đăng kiểm người ta cho mình một cái số này này, ví dụ 38262050PT đó, ngày 20/11/2020, thực ra 2021 thì vẫn là cái giấy này nha, vẫn là cái mẫu này thôi. Thì mình kẹp cái tờ giấy này chung với bộ hồ sơ hải quan, là gồm tờ khai, invoice, parking list, CO, thì cơ quan hải quan sẽ thông quan cho mình nhé. Tại vì là mình làm sau thông quan, ở cái chỗ này có ghi này là sau thông quan này, nên là khi mà mình đi làm thủ tục hải quan á, thì cơ quan hải quan sẽ thông quan khi hoặc là trên cơ sở hồ sơ có giấy đăng ký. Giấy đăng ký nhưng mà phải được cơ quan đăng kiểm ấy xác nhận. Nha. Mấy nội dung chính nó chỉ có bao nhiêu thôi. Các bạn nào muốn hỏi không? Hỏi gì không? Nội dung chính là nói bao nhiêu là hết rồi đó. Có ai hỏi không nhỉ? Không hỏi thế này khai hài quá. Thế bây giờ nhập khẩu cái lốp này là được chưa? Rồi có một lô hàng nhập khẩu. Khách hỏi là cái giờ có lô hàng nhập khẩu này đã tư vấn được cho khách chưa? Thì tư vấn được rồi. Nói là mặt hàng này là MHS 4011100, thuế nhập khẩu 25%, thuế giá trị tăng 10%, nếu có CO Form D thì thuế nhập khẩu là 0%. Mặt hàng này phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định tại thông tư 41/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. Mặt hàng này nằm trong phụ lục 2 nên là mình chỉ cần đăng ký với trung tâm đăng kiểm là cơ quan hải quan sẽ thông quan cho mình. Vậy thôi, hết rồi. Hồ sơ nhập khẩu nhìn trong cái tờ đăng ký này, rồi gồm có hợp đồng, invoice, parking list, bill CO, tờ khai hải quan.
sau khi điền xong thì mang lên trung tâm đăng kiểm nộp. Trung tâm đăng kiểm này ở chỗ D3 này, hãy coi cho mình chỉ chỗ nào. Anh đi nhưng mà anh ít đi lên giả để ý. À, Hồ Chí Minh hả? Này, chỗ này này. 12 đường đến 5. Không phải. 12 đến 5 là anh nhớ nó có cái sạc đây này, sạc này. Ban chiêu hỏi này, giấy đăng kiểm là ai làm? Thì ai làm cũng được, đúng là phải có người làm đúng không? Thì khách, thường thường thì khách người ta không biết làm. Thường thường là khách không biết làm, nên là người ta thuê anh em mình làm. Thì anh em mình làm. Đấy nha, chúng ta đăng kiểm là ở cái chỗ đâu mất tiêu rồi. Mới nhìn thấy D5 D3 gì đó. Đây nhé, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Thì mình sẽ tới mang cái bộ hồ sơ này. Tùy theo cái thời điểm bây giờ thì nó dễ rồi. Lúc trước mùa dịch nan giải lắm. Mang lên nộp. Mà người ta kêu là dịch không nhận, đi kiếm chuyển phát nhanh gửi. Như hôm vừa rồi có lô ở trên sở lao động thương binh xã hội cũng vậy. Nga đi lên hỏi thì họ kêu là không nhận. Đi kiếm lên tít dây quần 3, chỗ Lý Chính Thắng ở Điện Biên Phủ đấy. Kiếm được cái chuyển phát nhanh theo VNPost. Gửi xong thì mình cũng nghi. Trên đường đi về thì cũng đi qua cái trung tâm đăng kiểm. Lúc mình đi thì là sở lao động thương binh xã hội. Lúc đi thì nó ngược đường nên anh không ghé hỏi. Nhưng lúc về thì nó thuận đường. Anh ghé anh hỏi thì bảo vệ nó kêu thì cứ nộp trực tiếp tại phòng bảo vệ vẫn được. Nóng không? Đi kiếm bao nhiêu nơi ở Gò Vấp thì không có chỗ nào nó nhận chuyển phát nhanh. Kiếm mãi được lên chỗ quận 3, xong quay về sở lao động thương binh hỏi thì nó kêu nó có nhận. Mất thêm mấy ngày, bực mình. Mấy năm khi mình liên hệ mình hỏi đó mà người ta nói là không nhận, thế mới tức. Nhớ nha, là cái giấy này thì không cần biết ai làm, có công ty là khách hàng làm, có công ty thì người ta thuê mình thì mình phải làm, chú ý. Mà khi mình làm xong mình mang lên đây mình nộp tại rồi mình sẽ tiếp đó là mình sẽ chờ đúng không? Chờ thường thường là 1/2 ngày thì có cái giấy xác nhận. Nhớ nhá. Thì thường thường ở đâu cũng vậy thôi. Giống như mình nộp CO cũng vậy, thường thường mọi người cũng chờ nửa ngày. Nên nộp sáng thì chiều đến lấy, nộp chiều thì hôm sau đến lấy. Nhưng mà có cái thằng nào mấy ngày mới có ra, để anh nghĩ thế nào. Trong quá trình mình đi làm này nhức đầu lắm. Không phải cơ quan nào giống cơ quan nào. Nhất ngày xưa là chi cục tiêu chuẩn đo lường ấy là tức nhất. Ví dụ chẳng may mà mình nộp buổi trưa thứ sáu ấy, mình nộp sáng thì chiều có, mình nộp trưa ấy là thứ bảy là người ta nghỉ, chủ nhật người ta nghỉ, qua đến tuần thứ hai nha mọi người. Mà vậy là làm mấy cái hàng mà liên quan tới mấy cái cơ quan mà của nhà nước ấy nó phiền phức lắm. Thay vì mà mình nộp sớm một xíu đi thì buổi chiều thứ sáu có là mình lấy rồi, có khi mình làm kịp thủ tục hải quan trong ngày thứ sáu luôn, hoặc là xui lắm thì qua ngày thứ bảy mình làm vẫn còn được, thì nó đâu có phát sinh tiền lưu công lưu bãi thêm ngày chủ nhật thứ hai đúng không? Nhiều khi thứ hai có nên làm thủ tục hải quan dư sang thứ ba, thế là phát sinh thêm mấy ngày, thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba, bốn ngày mà lưu công, mỗi ngày tính rẻ 500 thôi nhỉ,
mất 2 triệu. Lỡ một lô 10 công mất 20 triệu. Có lần anh đi làm hàng mấy cái hạt gì ta? Quả chà là hàng này hơn 4 tấn. Vì là mấy cái người ở đó là gửi hồ sơ cho bên anh trễ. Đến 3 giờ chiều mới gửi hồ sơ thì ai mà làm được. Qua ngày hôm sau làm lưu công, lưu kho một ngày hơn 20 triệu nha mọi người. Một ngày đó, hàng nghe đó, 20 triệu thì không phải ít đâu. Sơ sẩy cái là mất mấy chục triệu đi chơi liền. Nên là làm hàng mà vướng mấy cái kiểm tra chuyên ngành này mà chưa có kinh nghiệm ấy, phiền lắm. Bởi vậy nên là thường thường ấy, khách mà nó có đổi dịch vụ ấy thì nó sẽ phải hỏi là có từng làm cái hàng này chưa. Thì nếu mà chưa từng làm thì nó cũng đâu dám đưa cho mọi người. Mọi người có làm qua rồi thì nó mới dám đưa chứ. Rồi sau khi có giấy xác nhận thì đi làm thủ tục hải quan nhé. Thực ra cái khúc này ấy, là nó mới xong thôi, nó mới xong phần hải quan thôi. Còn cái khúc sau nữa ấy, thì anh chưa có bao giờ anh làm. Anh biết là làm sao để làm nhưng mà cái này thì thường thường là chi phí nó cao nên là mấy khách hàng này nó bỏ, nó không có làm nha mọi người. Tại vì là cứ thông quan thì nó bán thì đã nhỉ. Cần mai mốt một quản lý thị trường bắt nó thì tính tiếp. Để làm một cái này thì mọi người phải gửi mẫu ra ngoài Hà Nội. Và phí, nếu như một mẫu thì cái phí thì nó tốn nó khoảng 25 triệu. Chưa kể cái chi phí mà mọi người vận chuyển là vận chuyển cái lốp này. Không những vận chuyển cái lốp mà là phải vận chuyển cái mâm xe ra ngoài đó. Thế bây giờ tận Hồ Chí Minh mới gửi ra ngoài đó thì sao mà gửi được. Nên là đa số hoặc cứ đăng ký thông quan xong bán, mà muốn đăng kiểm bắt tính tiếp. Mình nợ hải quan ấy thì mình không nhập được hàng, còn mình nợ mấy cơ quan khác ấy thì mình vẫn nhập được nha mọi người. Dù sao mấy cơ quan khác người ta kiểm soát nó không có kỹ như hải quan, thì đó là kinh nghiệm. Thế còn cứ làm đúng thì ví dụ nhập 20 mẫu, gửi 20 mẫu như đó có phải chết à? Thuê cái chuyến xe gửi từ Nam ra Bắc, xong lại lấy mang về, tốn 20 mẫu tính rẻ mỗi mẫu 10 triệu thì 200 triệu, chi phí là vặt nữa 250 triệu. Bán công hàng không biết có lời được 250 triệu không, thì đăng ký mất 250 triệu thì dẹp. Đó phải làm một tục hải quan đấy, là ý chính là có bao nhiêu thôi nha. Có câu hỏi nào thì hỏi đi nha, không hỏi là chuyển sang phần tiếp theo. Có không mọi người? Ngài gì mà không hỏi, hỏi đài chứ. Không biết thì phải hỏi chứ. Kiểm tra sau thông quan thì hải quan sẽ hỏi. Nhưng mà có hỏi hay không ấy, thì cũng còn tùy đúng không? Thứ nhất là cái xác suất mà bị kiểm tra sau thông quan thì nó không có cao. Tại đa số những doanh nghiệp nhỏ mà. Hải quan bắt thì bắt mấy cái ông công ty lớn chứ. Bắt thằng lớn nó phạt thì mới được nhiều chứ. Bắt thằng lớn phạt lúc vài tỷ, bắt mấy thằng nhỏ phạt nó vài chục triệu thì bắt làm gì? Chưa kể tới đó thì nó lại gần nhầy. Cùng nhầy. Đúng không? Nên hải quan bắt là bắt những thằng giàu. Bắt những thằng lớn. Còn những thằng nhỏ thì hải quan ít bắt lắm, nên là đừng có lo cái sau thông quan nhỉ. Ví dụ hải quan mà có tới kiểm tra sau thông quan anh thì anh nói thật, bây giờ anh có mấy nhiều rồi. Phạt ít thì em đóng, phạt nhiều thì
em chả có tiền đóng, đúng không? Cơ quản lý thị trường tóm thì cũng ăn phạt à. Thế em thử nghĩ xem những cái thằng làm ăn kinh doanh buôn bán ấy thì đa số nó cũng quen thị trường mất tiêu rồi, đúng không? Có thằng nào làm ăn kinh doanh buôn bán mà lại không quen mấy ông kia không? Mấy ông kia có phạt hay không thì lúc đó tính tiếp. Giờ nó mang hàng về nó bán hết rồi thì có cái gì đâu mà phá, đúng không? Thì về lý thuyết thì cơ quan hải quan sẽ kiểm tra sau thông quan và bên quản lý thị trường người ta sẽ tới người ta kiểm tra, đó là về lý thuyết. Nhưng mà trên thực tế thì hải quan chỉ bắt những cái thằng lớn để phạt nó, phạt một thằng lớn nó bằng phạt 100-1000 thằng nhỏ thôi. Thế tội gì mà đi bắt mấy thằng nhỏ? Nếu nó đã không có rồi mà bắt nó thì có khi phạt nó lại trả nộp phạt. Nên là cơ quan hải quan ít khi bắt những thằng nhỏ nha. Và quản lý thị trường thì cũng vậy. Nếu mà gọi là từ bộ hay là cấp thành phố, cấp tỉnh người ta đi thì người ta cũng bắt những thằng lớn. Còn mình là mấy thằng nhỏ người ta cũng ít bắt. Mình là mấy thằng nhỏ thì mấy ông nhỏ, mà mấy ông nhỏ thì thường thường người ta ít phạt, thường thường không phạt nha. Còn ai nhát gan thì cứ đi, cứ mang đi. Người ta được ai cấm đâu, gửi mẫu ra ngoài Hà Nội đi, người ta làm cho cái chứng nhận hợp quy, mất thêm mấy chục triệu nữa. Nhưng mà đó là những công ty nhỏ, những công ty lớn thì nó vẫn làm cho mọi người. Những công ty lớn thì nó vẫn làm. Thằng lớn thì cứ làm là chắc. Mà chắc như mọi người đã làm một công ty được đến lúc mà kiểm tra xong thông quan à, đúng không? Có không? Có kìa. Biết đâu mọi người làm 2-3 năm mọi người nghỉ mất tiêu rồi. Thế thì có hàng trăm nhóm hàng thì cái cách để làm những mặt hàng khác nó cũng vậy. Nên là ví dụ anh như là chị Linh có hướng dẫn mọi người thêm 5-7 nhóm hàng khác ấy thì nó cũng vậy thôi à, chẳng qua là lấy thêm ví dụ những ví dụ khác. Hướng dẫn mọi người hết thì tất nhiên là không hướng dẫn được hết rồi. Anh với cái Linh công lại thì cũng chả biết. Có khi có nhiều nhóm hàng mọi người làm rồi nhưng mà tụi anh chưa có làm. Nhưng mà bọn anh biết là bọn anh sẽ làm được, hiểu không? Tất nhiên có nhiều mặt hàng đâu có làm. Nhưng mà mình biết cái cách để làm là mình phải biết là cái văn bản nào, cái thông tư nào, nghị định nào nó hướng dẫn. Ví dụ trong trường hôm nay là tôi phải đọc cái thằng 41 và cái thằng 34/2017 này để tôi làm. Thì những mặt hàng khác cũng vậy. Theo những kinh nghiệm lâu năm của anh ấy, thì chỉ có cái thằng nhóm hàng bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ấy, là nó đằng nhà là nhằng nhất, nó không có rõ ràng, đọc nhức đầu mà là rất nhiều, không hiểu. Thì đến bữa sau thì hướng dẫn bên Bộ Nông nghiệp để cho mọi người thấy là nó lộn xộn cỡ nào. Tốt nhất là con trẻ cứ nghe đi nha. Không, mình cứ nghe, mình biết nhiều. Biết nhiều thì mai mốt cái tụi công ty không sợ mấy cái tụi công ty nó ăn hiếp mình thôi. Không sợ tụi nó chảnh chòe với mình. Khi mà người giỏi mà người đi làm thì tức khắc là cái nhóm người làm chung với mình đó, nó cũng quý mình. Còn mình mà không giỏi mà mình ăn rồi đi làm phiền người ta biết là người ta ghét, đúng không? Trừ khi là mọi người là quen ông nào bà nào làm sếp ở trong đó ấy, thì chúng nó kêu bé này hay là thằng này là người nhà kia thì nó gọi là nó ưu ái xíu, nó không ghét được. Hoặc là trừ khi mình là hot boy hot girl ấy, thì được nhiều anh được nhiều người người ta ưu tiên ưu ái. Còn nếu mình mà không phải là những cái đối tượng người nhà hay là
có gì tài sắc hơn người thì mình cứ tàng tàng như bao nhiêu người khác. Sao bán rượu làm gì mà sợ? Cứ làm đi. Thì tất cả những cái người có kinh nghiệm thì người ta cũng đã từng làm sai, cho người ta có kinh nghiệm. Đây là kinh nghiệm xương máu của anh này, anh bị bắt một, anh bị bắt oan một cái công gỗ mà anh mất hơn 100 triệu đây này. Vì là cái hàng nó không phải hàng của anh nên anh không có kiện cục hải quan Hồ Chí Minh thôi. Chứ cái hàng của anh đi kiện rồi, làm anh bị mất cái công đó, chi phí lưu công lưu bãi chắc khoảng 120 triệu. Từ 5 năm trước ấy, 4-5 năm trước. Do là luật nó không có rõ ràng, mà có nhiều cái luật nó không rõ ràng nha mọi người. Thì giống như mọi người đi tham gia giao thông vậy thôi. Mọi người biết là đi lấn tuyến này, đi vượt đèn xanh này, vượt đèn đỏ này, lạng lách đánh võng này, không gương này, không đội nón bảo hiểm này. Mọi người biết sai nhưng mọi người vẫn vi phạm nó thôi. Nhưng mà thực tế đâu phải ai vi phạm cũng bị công an bắt đâu. Thì bây giờ mình khai hải quan cũng vậy, mình vi phạm nhưng đâu phải trường hợp nào hải quan cũng biết để mà bắt. Nên là đừng có sợ để ăn rượu. Nên mọi người cứ tưởng tượng mọi người đi đường đấy, là mọi người thấy là mọi người bị phạt đúng không? Nhưng mà có mấy ai bị phạt đâu, có thì ít. Thì mỗi một nhóm hàng thì cái quy trình nó đều nó chỉ có làm như vậy thôi, không có cách nào khác. Còn nếu mà lười biếng không muốn đọc thông tư nghị định, có thể bỏ tắt qua bước này, bỏ tắt không cần đọc, liên hệ trực tiếp trung tâm đăng kiểm hay là những cái mặt hàng khác cũng vậy. Liên hệ thì nói sao, ví dụ em chào anh chào chị, em là em bên công ty ABC gì đó, em có nhập một mặt hàng là lốp xe ô tô con, rồi anh chị cho em hỏi là em hồ sơ cần những cái gì để đăng ký và đăng ký ở đâu, đúng không? Thì người ta chỉ cho. Riêng cái bên đăng kiểm bên này mà hỏi ấy, thì người ta không tư vấn qua điện thoại, người ta kêu là mang hồ sơ lên người ta tư vấn. Ở bên này anh thấy được cái đó hay á. Bên đăng kiểm bên anh thấy nhiệt tình này, là mình cứ mang hồ sơ lên cái chỗ này này nha. Bạn nào ở chỗ bên Bình Thành thì chắc biết đúng không? Nên là cứ vướng mắc thì lên đó hỏi thôi. Các mặt hàng khác cũng vậy, cứ vướng lên đó hỏi. Một gọi điện hỏi, hai lên trực tiếp hỏi. Ở xa quá thì gọi điện, còn ở gần này thì chạy lên hỏi cho tôi. Còn nếu mà không thì có thể hỏi trên Facebook, Zalo. Trên nhóm có nhiều anh chị người ta làm rồi, người ta biết, người ta hướng dẫn. Chỉ có cách đó thôi. Chứ tự mình thì không biết được. Tại luật nó nói thì luật nó quy định một là một chuyện, nhưng mà thực tế thì nó lại là một chuyện khác. Đó là cái phần nhóm hàng này là xong nha. Phần khai hải quan thì nói cũng nói miết rồi nhỉ, cũng chẳng có gì để nói. Để nói phần khác này, là khi mọi người nhận được một cái bộ hồ sơ đúng không, thì ở trên đó nó sẽ có những cái thông báo, ví dụ thông báo hàng đến và cái debit. Ví dụ đây là một cái thông báo hàng đến, thì cái mình quan tâm trên cái này là cái gì? Cái anh quan tâm nhất là cái số tiền. Lô hàng nào cũng có nha mọi người. Mấy bài trước anh không hướng dẫn chứ không phải là không có đâu. Tại vì là một buổi không thể hướng dẫn được hết, thì cứ phải biết từ từ. Chúng là lô hàng nào cũng phải
cũng phải có thông báo hàng đến, mà trên thông báo hàng đến nó đều hướng dẫn mình là phải chuẩn bị những cái thứ gì. Rồi ví dụ thông báo hàng đến gửi công ty gì đó, người gửi shipper là thằng nào, đúng không? Rồi con tàu là gì, chuyến bao nhiêu, từ đâu đến đâu, số vận đơn, ngày đến, rồi số công. Quan trọng là giao hàng theo cái bill gốc này. Bill gốc nghĩa là sao? Nghĩa là phải có bill gốc nộp cho cái thằng này thì nó mới đưa lệnh giao hàng cho mình. Bill gốc bây giờ thì nó không còn nhiều, ít nhưng mà vẫn có nha mọi người. Thường thường đối với những lô hàng mà thanh toán LC trị giá cao thì người ta mới yêu cầu bill gốc. Còn cứ bình bình thì dùng Telex hay là Seaway Bill hay là Surrender Bill. Cái việc mình khai hải quan và đăng ký với trung tâm đăng kiểm nó mới là bước 1. Đăng ký với trung tâm đăng kiểm và khai hải quan mới là bước 1. Bước 2 là mình phải đi thanh toán tiền cho cái thằng GE Việt Nam này. Thanh toán cho nó cái khoản tiền này 6066489. Thì thanh toán nó có nhiều cách. Cách 1 là chuyển khoản, cách 2 là tiền mặt tùy thời điểm. Muốn biết là thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản thì liên hệ nó, này có số điện thoại. Hoặc ở đây này, nó cũng có này. Có nhiều thằng ấy thì nó ghi một cái thông báo hàng đến này thôi, nó có là đủ rồi. Nhưng mà có nhiều thằng nó cũng thêm cái bước nữa là làm cho mình cái debit luôn. Thì trên này nó sẽ thể hiện cho mình là cái số tài khoản để mình chuyển khoản này. Ví dụ tiền USD đi chuyển tài khoản USD, tiền Việt thì chuyển tiền Việt. Nói chung ở Việt Nam thì chuyển tiền Việt. Chẳng qua cái mẫu nó có sẵn thì để đó thôi. Cái USD là để cho nước ngoài người ta chuyển. Thì khi chuyển khoản đi đánh đúng số tài khoản tên ngân hàng là được thôi. Này mới để ý cái chữ MB với tắt của chữ này. Chữ này không để ý. Quân đội. Thế thì khi đi lấy lệnh giao hàng thì mình phải chú ý là lấy lệnh này chỉ lấy được khi mà ngày mà tàu đã cập rồi. Nghĩa là ví dụ ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 thì hôm nay mình mới lấy được, chứ mình lấy từ hôm qua thì không lấy được nha. Thì chú ý thanh toán tiền cho người ta có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, và phải yêu cầu cái bên bán hàng ấy gửi cho mình cái bill gốc. Nhưng mà nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình dùng Telex hay là Surrender hoặc là Seaway Bill. Hai cái này là giống nhau nhé, Seaway Bill và Surrender Bill. Nhưng mà ở cái thời điểm mà nó gửi cho mình thì nó chưa có, nên là nó mặc định nó để là cái bill gốc này. Nhưng biết đâu 2-3 ngày sau ấy thì nó có rồi, hiểu không? Nên là trước khi mình đi lấy, mình gọi điện mình hỏi cho nó, có thì Telex chưa chị, hay là chưa anh, hay là chưa em. Trước khi đi thì hỏi nó nha. Chứ nhiều khi mình thấy nó để vậy nhưng mà không phải vậy nha. Nó để vậy là nó đúng với cái thời điểm mà nó gửi thôi. Thế ở đây các bạn nào đi lấy lệnh giao hàng chưa? Có nhỉ. Thường thường mấy bạn giao nhận thì mình hay làm. Mà giao nhận bây giờ sướng. Ngày xưa hả, đi lên hãng tàu bốc số thứ tư chờ lấy được một cái lệnh hết bắt tiêu buổi sáng. Bây giờ ngồi nhà chuyển khoản, gửi cái email cho cái thằng này, đi anh chị, bên em đã thanh toán, chụp cái màn hình thanh toán, gửi cái EDO cho bên em, thế xong. Ngày xưa chờ mấy tiếng đồng hồ mới lấy được cái. Càng ngày là cái công việc của giao nhận là nó càng giảm. Cái thời trước khi EDO là trước cái thời điểm gọi là đầu năm 2018 trở về trước ấy, là cứ phải đi lấy lệnh giấy. Nó cũng là cái lệnh giao hàng bình thường thôi, nhưng mà nó là lệnh giấy. Bây giờ giao nhận hả, nhiều khi ngay làm cái lô hàng, quen hải quan này, nhắn tin hải quan, ra quán cà phê ngồi chơi tán gẫu sướng, đúng không?
Tất nhiên là hàng nào mà kiểm hóa nhiều thì cũng hơi chua. Đặc biệt mấy bạn mà làm gia công sản xuất khẩu thì lại càng sướng. Nhiều khi chả có giấy tờ gốc. Lấy hàng cũng giao cho xe luôn, khỏi đi luôn nha. Nếu ví dụ anh mà làm hàng ấy thì anh chả cần đi gì cũng ấy được. Anh chuyển tiền tháng tàu, anh ngồi một chỗ, anh chuyển tiền tháng tàu, anh lấy lành. Anh nhắn tin cho ai đó, anh nhờ làm thủ tục hải quan xe hả, gửi cho xe đi lấy hàng. Ngày xưa hả, vất vả lắm, chờ lấy lệnh nè, xuống dưới cảng làm thông quan xong nè, chờ thanh lý, có nhiều khi là cái không qua giám sát á, 9-10 giờ tối chưa xong. Bây giờ đồ chiếu trên airport bụp bụp cái xong, khớp mà là xong. Rồi ngày xưa mà để in được cái phiếu mà giao công hàng mà nó vất vả. Cũng có khi chờ nó đông, nhất là những cái thời điểm mà là đầu tuần hoặc cuối tuần hoặc những ngày mà lễ Tết đó. Là mấy anh giám nhận ngày xưa cũng vất vả lắm. Chứ chuyển 8-9 giờ tối về là bình thường. Chờ in được cái phiếu xong rồi chờ thanh lý, xong gửi cho xe. Bây giờ cái gì cũng email hết, Zalo, Viber. Nên là càng ngày là cái nhân sự mà làm giao nhận là nó càng giảm. Mai mốt nó lại còn thêm cái công đoạn là giấy phép hay là CO điện tử nữa nhỉ. Giấy phép điện tử bây giờ có nhiều rồi, CO điện tử bây giờ cũng có rồi này, ví dụ mấy cái AK này, ANZ này, Form D này. Rồi là còn mỗi form E à? Mai mốt form E mà nó lại điện tử tiếp nữa thế thì chả cần sang cảng, trừ khi ra nó lấy mẫu không? Lấy mẫu nhiều, mai mốt lấy mẫu giảm. Là ví dụ 3 mẫu, hiện tại bây giờ cũng vậy, thì có khi 3 lô, 5 lô mới đầy lô. Thế là mấy ông giao nhận sướng. Đâu còn đi ra cảng, đâu còn đi gặp hải quan, chẳng cần lên hãng tàu. Lâu lâu đi như nộp biểu gốc, lâu lâu lấy cược, lâu lâu kiểm hóa. Rồi về làm thủ tục hải quan là càng ngày nó càng khỏe nha mọi người. Mình nghĩ nó khó nhưng nó không có khó nha mọi người. Mình cứ làm đúng đi, chẳng có ai làm khó mình hết. Trừ khi mình làm sai nữa. Làm sai thì nan giải. Ý là nợ giấy tờ gốc thì là mình sẽ thu được khách hàng đúng không? Ví dụ nợ này là phải thêm thu thêm 500 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó đúng không? Thế đó là gặp khách nó VIP, nó chịu, nó gặp khách nó không VIP nó lại không chịu. Nó muốn nợ mà nó lại không chịu, nó khổ. Thì đúng là tương lai á, tầm 2-3 năm nữa thôi thì cái tỷ lệ mà điện tử nó rất là nhiều. Bây giờ cũng nhiều rồi nhưng mà nó còn nhiều, nó còn sẽ còn nhiều nữa. Nhiều nữa rồi chỉ có chứng từ là cực thôi. Chứ giao nhận thì không có cực. Nên là mọi người là phải quan tâm làm chứng từ cho nó tốt. Thất nghiệp thì cứ không đến nỗi thất nghiệp nhưng mà nó rảnh hơn nha. Nên là tốt nhất là mọi người chú ý nha, giao nhận là càng ngày nó càng giảm. Mà lúc này là giao nhận phải là giao nhận giỏi chứ còn giao nhận yếu yếu thì cũng thua đó. Bây giờ anh thấy có nhiều bạn là ăn rồi xuất hiện ôm điện thoại chơi game, lướt Facebook, Zalo, TikTok, không có chịu học. Cái lúc anh mới đi làm nha, là anh là không, gần như là không biết cái gì. Nhưng mà anh vô công ty ấy, là thông tư ghi lên là anh lôi ra anh đọc.
thực hành khai hải quan nên không có máy à? Anh vay tiền mua cái máy tính. Cái lúc mới mình không biết, nhưng mà mình cứ lấy vài bộ hồ sơ ra rồi mình làm theo, mình không biết thì mình hỏi. Thế thì 1-2 tháng sau mình biết rồi. Nhưng mà chung quy lại là mọi người có làm tốt đến mấy đi chăng nữa, mà mọi người không có khách hàng thì cũng thua nha mọi người. Nhắc lại đó, phải có khách hàng thì mới có nhiều tiền hoa hồng. Nghĩa là ngoài lương ra để có thêm tiền hoa hồng. Thường thường trong công ty nó sẽ trả cho mình từ, tùy theo công ty, 20, 25 hay là 30% cái tiền lợi nhuận của cái lô hàng đó. Vậy làm sao để kiếm được khách hàng, đúng không? Muốn kiếm được khách hàng thì anh nói rồi, lên YouTube học hướng dẫn tìm kiếm khách hàng. Mọi người học giỏi cái này là học giỏi nghiệp vụ rồi, đồng ý là giỏi. Nhưng mà nếu mọi người không có khách hàng thì lương nó chỉ có bao nhiêu thôi, nó không có được bao nhiêu. Ví dụ công ty thăm bạn anh, có mấy bé thực tập, nó thực tập vì công ty đó là chuyên làm hàng Mỹ, nên là nó kiếm được mấy khách hàng Mỹ đó. Tiền thưởng của nó là một tháng là ba mấy 40 triệu cho mọi người, không có đùa đâu. Đến năm mới thực tập thôi đó. Tất nhiên là không phải ai cũng làm được, nhưng nhiều khi con người nó có duyên. Mình nghĩ là mình làm không được nhưng thực tế mình làm được. Tại vì trước khi mấy cái bé đó đi thực tập đâu có biết là kiếm được, nhưng mà nó hên nó kiếm được thôi. Mình cứ đi tìm thì nó mới thấy, còn không tìm thì không bao giờ thấy. Tìm một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng không được thì đến năm sáu tháng nó cũng được khách à. Nhớ mai mốt mà cần vận chuyển hàng Mỹ liên hệ anh. mới tạo cái website vận chuyển Việt Mỹ này mà chưa có sửa lại. Anh thì anh nhiều công ty lắm nha. Đông Phương là công ty chính thôi, chứ còn công ty phụ thì nhiều lắm nha mọi người. Là công ty phụ là công ty của bạn mình ấy, nhiều lắm. Chúng nó toàn hàng mảnh. Nhớ nha. Thế giờ có còn gì để hỏi nữa không? Nếu không hỏi thì bữa nay tôi đang nghỉ được rồi, bữa sau học tiếp. Chứ khai hải quan thì cũng mấy nhiều được. Người muốn nghe kể chuyện gì nữa không? Toàn người hiền, nhát thế, ít nói thế. Rồi bạn Diệu nói đi. Cứ nói cho nó nhanh cũng được mà. À biết tại sao không nói rồi đó. Trời, sao bạn Diệu bạn hỏi cái gì nhé? Tại sao trên tờ khai chỉ khai phí vận chuyển với phí bảo hiểm, còn những phí khác trên thông báo hàng đến thì không có thể hiện, đúng không? Vậy thì phải đọc trị giá tính thuế. Thì trị giá tính thuế hàng xuất khẩu là trị giá tính đến cửa khẩu xuất, còn trị giá tính đến cửa hàng nhập khẩu là trị giá tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Bây giờ trên cái thông báo hàng đến này thì có những cái phí nào mà là phát sinh trước khi đến thì mình công báo. Tất cả những cái phí này đều phát sinh sau khi hàng đến, nên là mình không công, vậy thôi, đúng không? Thì tại vì là em mới học nên em chưa biết là đúng rồi. Khi mà em khai lên tờ khai ấy, thì nghĩa là em phải nộp thuế. Mà theo quy định thì em không phải nộp thuế trên các phần phí đó, nên là em không khai. Đơn giản vậy thôi. Phí vận chuyển và phí bảo hiểm
phí vận chuyển là vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam thì tất nhiên là nó phát sinh trước khi nó đến đúng không? Phí bảo hiểm ấy mà mình mua trước ấy thì mới cộng, mình mua sau được Việt Nam thì không cộng cũng được. Phí bảo hiểm là nó là các khoản điều chỉnh cộng. Vậy thì phải đọc là các khoản điều chỉnh cộng để biết là cái nào thì mình sẽ cộng vào và cái nào mình trừ ra, vậy thôi. Rồi ok chưa? Rồi hẹn. Rồi ok, hôm nay học từ đây nha mọi người. Rồi khúc nào quên thì xem lại video. Rồi bữa sau hướng dẫn tiếp. Nha. Rồi bye bye mọi người nha. Bye bye.